Cho nên anh thả một lần là 5 con diều nha các bạn. Mình đánh 5 con. Nghệ nhân độc nhất thả diều nhá. Đó các bạn nhìn 5 con mà nó không quấn vào nhau đâu nha. Mọi hôm mấy video trước mình có quay là hắn có bỏ đuôi vô nha các bạn. Nay hắn vừa thả, nay chiều nay gió cũng thôi, không có lớn mấy. Hai tay của hắn là hai con, hai đầu gối của hắn là một con, với hai cái vai của hắn là tổng cộng là 5 con nha. Chỉ có một mình hắn mới thả được 5 con nha các bạn nhé. Còn thông thường là thả một con thôi là đã đủ, đã rất khó điều khiển rồi chứ đừng có nói là 5 con. Riêng thành phố Hồ Chí Minh là chỉ có một mình hắn thả được thôi nha các bạn nhé. Hắn chơi diều cũng được hai mấy 30 năm rồi, cho nên là với điệu nghệ như thế này chứ còn bình thường thì không thể nào mà thả được. Chiều nay gió đứng quá, gió im quá các bạn ạ. Ngay chiều nay gió không có được cho mấy. 5 con lượn như chim luôn nhá. Cái này chơi thì lượn nó rất độc. Diều này nhiều lượn nữa. Gió quá, im quá. Chiều nay chiều thứ bảy nay gió nó hơi bị ngược hướng về bên hướng chung cư nha các bạn. Mọi lần mình quay cho các bạn là nó ngược về bên hướng mặt trời ha, nay nó lại đổ về hướng chung cư. Chiều nay gió bị đứng quá. Ít diều này. Nay gió đứng quá, chờ tí xíu nữa coi có gió nó có lên không, thả diều phải nhờ gió nhá. Nay cũng có mấy con diều vừa vừa thôi, mấy con lớn chưa thể lên nổi. Có mấy con kia lên trên tầm cao thì nó đứng đó, còn tầm thấp là chưa lên nổi. Chiều nay cũng hơi đông đông đó, mọi lần mà mình quay bên hướng bên chung cư nó quay ra. Còn bữa nay gió này chiều nay bắt đầu lại đổi qua bên hướng này. Kia có con diều bạch tuộc đang lên kìa. Nhỏ quá lên chưa nổi ha. Chờ xíu đi rồi cho nó có gió để bắt đầu với xem sao nha các bạn. Đây là sát mô hình ở con diều lượn nhá. Con diều lượn là các bạn dài cũng nhìn thế ở trên trời chứ nhìn ở dưới nó dài tầm 2 thước nha các bạn nhá. Một mình đây 5 con đi ra thử chứ nó kéo luôn một con mình tập này kia này có mấy con bé anh một đó ăn xếp này một mình ăn chơi 5 con nha các bạn. 5 con đây, 5 con nha các bạn, 5 con này, 1 2 3 4 5 5 con nha. Bắt đầu giờ hắn mới đi tới, mình giờ mình đi tới cái điểm cuối nha. 5 con. Bây giờ hắn đang huấn luyện cho người đẹp thử thả diều nha. Anh nghệ nhân hắn đang cho các bạn đó, đang thử thả nha. Thử coi cái bạn nữ này, người đẹp này có thả được diều không nha các bạn nha. Không đơn giản đâu, nhìn hôm nay hắn thả đó, mình quay nha. Đó, hắn đang điều khiển đó. Nào bắt đầu sư phụ thả ra rồi đó, sư phụ thả ra rồi đó. Đó. Khó lắm nha các bạn nha. Khó lắm chứ không phải không một đó, cái này là mình đang quay cho các bạn. Anh sư phụ anh đang dạy cho đệ tử là có một con thôi nha các bạn nha. Đó, người đẹp đó, thấy chưa? Các bạn nhỉ. Đó. Ok.
đó các bạn thấy chưa, đó em thấy các bạn thấy em này chưa, em vừa bỏ vô trong vòng thầy sư phụ dị dạy trong vòng 5 giây là biết điều khiển một con nhá. Bạn nữ này là bạn gái này là hâm mộ sư phụ ra nha các bạn nha, đó biểu diễn hay không, hay không đó, điều khiển được đó thấy chưa, giỏi không đó các bạn thấy chưa. Cố lên cố lên coi chừng xuống. rất khó nha bạn, một con cũng khó nha, tại vì một con thôi là cực kỳ khó rồi chứ không phải là đơn giản đâu, còn ăn điều khiển 5 con một lượt. Sao cảm giác thế nào? Cảm giác thả diều thế nào? Nay hâm mộ ăn nghệ nhân thả diều này, giờ em cho cảm nghĩ tí xíu. Mắc cỡ cái gì?